cục nó ra đời này dưỡng thai cho nhà. Chào các bạn nhé, hôm nay mình sang nhà chị này xin mấy cây đồng tiền này về dòng. Đây là cây hoa đồng tiền màu vàng, nhưng mà cây này là chắc là màu đỏ vì nó chưa có hoa. Chị cũng đang đánh đi ra cây dòng đi. Thế thôi, cần hoa nó rét rét này, suốt ngày hoa đẹp nhận này. Đấy. Hồng đấy, hồng mình đấy nhỉ? Hồng vét vét đi. Ừ. Thôi chị đi, đi em đi đường dưới không nó lại chó cắn đấy. Chị đánh nhà ở nhà trong, chị mang ra đường cổng vào nhà mới để chị trồng. Trồng được mấy khóm? Trồng được mấy khóm này đây? Dưới cho trồng cái hàng cây hoa hồng kia. Hoa hồng à? Ừ. Ừ. Cái này hoa hồng này để giao luôn được nhỉ? Đấy, làm luôn vợ già đặc điếu động phải nhổ khó. Đây. Chị trồng cái hoa hồng, này là hoa hồng ngày xưa nhá chị các bạn. Hoa hồng này là hoa hồng hoa bé bé thôi nhưng mà nó rất là thơm. Mấy nữa nó ra hoa rất là thơm. Mai chị có tưới trồng vào cái này thành một vườn hoa lại đẹp nhà ngay đường đi cổng như này. Hôm qua phụ nữ trồng hoa ở kia mình không biết để mà như ra mình ấy hoa đấy, nhưng mà trồng hoa nó tiền mà nhưng mà chị trồng cái chỗ đấy cái lá linh tinh nó xuống để lại quét nó khó nhỉ. Không phải cái hôm qua cái đó quả trồng cái này tớ bảo nó phải trồng cái này á, cái lá là tớ dựng xuống nó cũng chết thật đi chứ, nó cũng chết đi cần nó mà cái chỗ bờ rào nhà chị kia thì nó có bờ rào bên trên rồi, thế thì trồng làm gì không dưới nữa nhỉ. Mà trồng ừ đúng rồi đây, không phải trồng vào cái rìa hoặc là bây giờ cái rìa này để xe ấy xe, cái rẽ đường nhưng phải trồng xong mé bên kia những cái hành lang ở ngoài kia này. Đúng rồi, để một cái mương ở giữa ấy cái trồng ở đấy. Tớ vào tháng bây giờ chỉ có 50 phân, còn nay mai tớ xây được tớ giấy vào thế là rồng sao được vào của tớ. Ừ. Đúng không? Ừ. Phải đánh mương chứ. Ừ. Rồng cũ là mương. Nhưng mà đi rồng vào mương như thế là em bảo thế răng lại bảo sang rồng. Rồng vậy chỉ là rồng chống đối thì chả làm gì đâu. Ừ. Làm những cái hoa nó đẹp nó nở ra lên. Ủa đéo kia này hoa nó thưa anh thích chứ, xong bắt đầu nó cao lên một tí không đi chặt đi thì nó toái ra đường. Nó nằm đấy, ông bà vừa bảo trồng nãy rau ngót cho dân nó chặt. cái cây nhãn này nó rụng lá xuống thì làm sao mà nó mọc được lên. Lá nó dày như thế, em thấy quét suốt như vậy. Cái hoa hoa gì bỏng à? Hoa bỏng. Của nhà lên từ hôm nó cho được đã lở thì đó rồi đâu mà nó ra tránh. Ừ. Mình mà mày cho tao phải biết còn được cái sao không? Cùng cái của nó lở, cùng mình đâu lở đâu hả? Cái này thôi, nay mai là nó cứ thế nó nở hoa suốt như thế. Đúng rồi. Mới lại gần được chỗ này chị tưới tắm cái thứ được cho nó nữa. Gần nhà mình 100 được. Ừ. Chứ còn gần nó tổng cộng 100 gì. À. Mà bên kia một bên nhà hiện nhé, nó có hoa bờ rào đã có hoa rồi thì thôi, cần đấy thì phải trồng bên này nữa. Dạ. Bên này nó trồng rồi, bên để rãnh nước nó chảy. Ừ. À, để rãnh bùi. Cái chỗ này qua hôm qua định giống chỗ này nè. Ở định giống này thanh thì nó cuốc xuống nó cuốc được sàn đá. Thế à? Trong mình bỏ giống đấy thì xong lại bỏ chỗ này tốt rác, chỗ này giống còn gì giống này. Cái này để tốt rác. Thế sao? Mình bỏ nó xong, giống như thế. Có giống cặc toàn đá thôi, đá thôi đó rồng đâu. Mà cái bánh xe kìa nó đánh nhau kìa và tít trong cái chân kia thì nó này mài lên trên hết. Đúng rồi. Mấy cái cây nó trồng kia sau này nó cao nó xòa ra lắm. Cái cây hoa kia kìa. Ừ. Nó nằm xuống. Đấy chỉ trồng chỗ đất rộng để cho nó tán thôi. Trồng cái hoa gì nó nở ra nó đẹp, nó thưa thưa cho mà mình trông ấy cho nó đẹp. Để trồng giấy gì rít nữa. Dù ở nay mai nằm cái chân bờ rào nữa thì khác mà. Đúng không? Đúng trồng rít vào như thế kìa. Không phải mình bôi bác như nó thật là như thế, đúng là như thế. Thật đấy, như thế này. Trồng xong rồi à? Xong rồi, thế thôi. Mày ơi, đã được một bông hoa rồi kìa. Đâu nhỉ, đã được bông hoa đúng được bông hoa rồi. Quay vào trong cái đào không? Đào khuyết đấy nhỉ? Bông hoa, bông hoa. Vườn hoa của nhà chị đây. Lạy bà. Sao lại lạy? Hoa đẹp của người ta, lạy cũng ra nó chứ em ơi, cũng hóng, ra hóng thấy hay cũng ra hóng. Cào cái gì nữa? Không. Đây là hoa. Hoa này là hoa màu gà phải không chị Thanh nhỉ? Hoa màu gà chứ. Hoa màu gà này. Đẹp rực rỡ.
Cái này chắc nở được lâu. Cái này được lâu. Cái này được lâu. Cái này mãi rồi. Đây cái chỗ này đang lấy những thủ cụ xuống. Chỗ này á? Cái này ngày xưa nó là cái gốc tre mới kèm theo cả cái rễ của cây cái gì, cái dâu ra xoan. Thế á? Nó thụt mẹ. Ừ, ngày xưa có cây dâu ra xoan nhỉ? Ừ, mấy cái gốc tre, khóm tre nữa. Thế là nó thụt xuống. Nó thụt mẹ luôn. Ừ. Thế là thành cái hố nhỉ? Đấy. Thế ra có hai xe rùa đất là đổ nó đầy như mấy. Mẹ hả? Hoa kia mà chăm nó to hết đấy. Vâng. Mà em thích ngửi cái mùi hoa nó, cái hoa hồng ấy thơm hơn như hoa hồng mình bây giờ ấy, cái hoa hồng đấy. Thằng ấy đi xe sợ dã man. Không biết gọi làm gì. Đây này. Cái này hoa hồng thì nó ra cái màu này nè các bạn. Đấy, ra màu này. Hoa hồng ngày xưa nhá. Nên là nó rất là đẹp. Chắc là nó cũng rất là dễ trồng nữa. Thơm lắm. Mấy cái cành này trồng nó có sống không nhỉ? Mình nhặt mấy cái rồi mình cắm cho nó có sống không nhỉ? Chắc là sống ấy nhỉ, nhìn đẹp nhưng mà thơm đấy nhá. Ừ. Nhặt về cắm vào đất xem nó sống thì nó sống, mà nó chẳng sống thì thôi. Đấy nó sống nhưng mà bác. Sống. Sống không cả. Thế à? À ui nó cắm vào tay nhá, mà thơm nhá cái mùi hoa này. Ơ, à, ngửi thử mà xem thơm cực luôn. Hoa hoa 10 giờ cái kìa, một đến lúc 10 đến giờ nó nở mà không đẹp à, có nhận không? Vâng. Nhưng mà hoa 10 giờ nói thì tiến ở hướng nào rồi? Tiến ở trong kìa. Thang ở trên bếp ấy. Về vào. Ở trong bếp nhưng mà. Đến về hàng ngày đấy. Nắm chó nhà chị chỗ nào cũng xích chó sợ vào cha này. Đã bảo nhặt nó về cắm ở đất xem nó có mọc không ấy. Ừ. Thôi nhá, à, mình đã quay xong cho các bạn xem, là video mình cũng kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào.